Anh Khoa. Cái gì? Cái này là cái gì? Sao anh nằm trong phòng mình? Ai biết? Anh đang giỡn mặt với tôi hả? Giỡn hồi nào không biết thiệt. Tôi hỏi tại sao nó nằm trong phòng mình mà anh không biết? Tự nhiên trong phòng mình, cái phòng của anh, cái của ai bỏ quên ai biết? Tự nhiên. Ai mà bỏ quên? Anh dẫn con nào về nhà mà bỏ quên? Cái này. Chứ bây giờ tôi không có xài nó thì bây giờ chỉ có anh thôi chứ không ai hết trơn. Xài kiểu gì má, xài một mình sao xài? Trời ơi, chắc tôi đánh anh quá. Cái này là nhiều khi mà ăn trộm nó bỏ quên hiểu không? Em nghĩ làm sao em đi rồi đúng không? Anh ở nhà, anh xài một mình à? Cái thằng này đi vô ăn trộm đồ mà còn bỏ quên đồ cho anh. Đi hỏi thằng ăn trộm, sao hỏi tôi trời. Bây giờ anh chỉ mới cưới tôi mà giận chán tôi rồi đúng không? Trời ơi, chán hồi nào cũng thèm muốn chết đây nè, tham chán nước miếng không thưa, không muốn chết. Chán cái gì? Tôi điện thoại tôi mét mẹ anh. Mấy gì đây? Má, mình chưa phân xử cái này xong điện mẹ cái gì vậy không má? Chưa phân xử được tôi mới gọi mẹ đó. Gọi mẹ giải quyết được cái gì? Giờ anh dẫn nhỏ nào về mà giờ nằm trong phòng anh không giải thích được cho tôi. Tôi dẫn ai về được không? Trong nhà chỉ có tôi với anh thôi, tôi không xài chỉ chắc chắn là chỉ có anh xài chứ không ai chừng. Rồi tôi xài với ai? Ai biết anh? Là ngang ngược vừa tính nói không mơ câu á. Tự nhiên em cầm ra em nói của anh làm sao biết? Vậy bây giờ anh chứng minh cho em biết đi chứ em không tin rồi đó. Chứng minh là chứng minh sao bây giờ lột ra xài với bà hả? Vậy anh nuốt nó đi. Thí dụ mà nó suông á mà nó trôi xuống dưới được á, không mắc nghẹn lại thì tôi tin anh. Còn nếu mà nó còn dướng dướng ngay cổ anh là anh làm lỗi với tôi đó. Thiệt luôn hả? Đúng, nhanh à. Bây giờ anh thề với em luôn á, nếu như mà anh có thạo em bất cứ một cái gì đi, ừ, anh nuốt mà anh mắc nghẹn. Làm liền đi. Không cản hả? Không. Có suy nghĩ lại không? Một tiếng nữa là ăn đòn. Suy nghĩ cuối nè. Không. Đừng có nghĩ là anh từ bệnh viện về mà giờ em hết giận anh nha. Chứ anh nói được nữa đâu bảo đây em nè, đây nè. Cái này là bằng chứng nè, em sẽ giữ cho anh coi. Em sẽ giữ tới khi nào anh chứng minh được anh vô tội. Bà giữ bà em lắc tích bà thờ làm gì? Chưa vừa lòng bà ấy à. Chưa vừa lòng bà không? Ủa, cái đó là chuyện anh có lỗi thì bây giờ anh bị vậy là đáng đời anh. Lỗi gì? Đã có lỗi mà cứ hả hay cố chấp hay cãi quá. Tôi làm cái gì? Em ơi anh lại em. Lại em. Anh bế em lên mặt ra, lại em sáng giờ. Tám cử rồi nó vẫn chưa ra. Mà anh rất là mệt mỏi. Tôi đợi anh chừng nào mà ra rồi tôi mới tin. Ra rồi mày lộng kinh nó làm gì? Kể tôi. Trời ơi. Vừa phải thôi. Quá. Có lỗi với người ta hả? Mà làm như vô tội lắm vậy. Lỗi. Quá. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Khoa? Mẹ ơi, ngồi lên trời ơi khổ quá. Trời bây giờ trời việc mẹ làm trong phòng xét nghiệm mà tao nói thiên hạ trong bệnh viện đồn rầm lên là con trai của chị nuốt bao cao su chịu nổi không? Kìa mẹ coi đi, tự nhiên con với nhà ảnh mới lấy nhau à, trước giờ tụi con đâu có xài cái này đâu, chuyện giờ cái này nằm trong phòng ảnh tùm lum vậy nè. Có một cái mà tùm lum. Kìa quỷ thần ơi, bây giờ mẹ không cần biết từ rày về sau mẹ đề nghị là không được giỡn kiểu đó nghe. Con không biết là thằng Khoa nó dị ứng với cao su hả? Nghe chưa? Trời ơi, cao xanh ơi, con được minh quang rồi. Ba trời, con đáng mẹ. Trời ơi, nó nuốt cao su vô, cao su đụng vô người nó là nó bị nghẹn thở. Khí quản, thực quản nó sưng lên, không cấp cứu kịp là nó chết rồi. Vậy là anh đâu có xài được cái này đâu. Làm sao mà xài được? Vậy chứ cái này của ai? Cái gì vậy chị bảy? Gì vậy chị?
của con. Hả? Là sao nữa? Là sao vậy? Là sao? Thì trong lúc mà hai đứa đi tuần chân mực á, để chị ở nhà một mình buồn quá nên... Ba đừng nói bà sai mình nha. Thì người ta có dẫn bạn trai về. Trời đất ơi. Nhưng mà không có làm gì hết, uống trà sữa nói chuyện thôi à. Trời ơi, phải chứ bà làm là tôi đỡ khổ rồi đó. Em xin lỗi mà. Người vợ ác độc, người đàn bà giết người không cần súng đạn. Thôi mà em xin lỗi rồi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Không sao đâu. Đâu ai làm gì đâu.